Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay là Chủ nhật thứ 24 thường niên 5B. Kính mời ông bà và anh chị em lắng nghe Tin mừng theo Thánh Marco chương 8 câu 27 đến câu 35. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta vừa lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Marco trong Chủ nhật thứ 24 thường niên. Chúng ta thấy đoạn tin mừng này có 3 phần. Phần đầu, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ nhóm 12 đi theo người: người ta nói con người là ai? Con người ở đây là chính Ngài. Anh em nghe người ta nói đấy, về thầy là ai? Còn chính anh em bảo thầy là ai? Chúng ta thấy câu trả lời của các tông đồ về câu hỏi thứ nhất của Chúa Giêsu. Thánh Marco thuật lại: các ông đáp. Vậy là nhiều tông đồ trả lời câu hỏi thứ nhất là: người ta nói thầy là ai? Các ông cho Chúa Giêsu biết: người ta bảo thầy là Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Vậy là dân chúng nói về Chúa Giêsu với rất nhiều cách thức khác nhau, cho rằng Chúa Giêsu là Elia, là Gioan Tẩy Giả, là sống lại hay là một ngôn sứ. Và câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra đấy, người ta bảo thầy là ai đấy, thì nhiều môn đệ trả lời. Nhưng khi câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho chính các tông đồ nhóm đi theo Ngài: còn anh em bảo thầy là ai? Thì chúng ta thấy Thánh Marco thuật lại chỉ có một mình Phêrô đại diện mà thôi: thầy là Đấng Kitô. Ông bà và anh chị em đọc Tin mừng theo Thánh Marco, câu đầu tiên của Tin mừng theo Thánh Marco, Thánh Marco ghi: tin mừng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Vậy là câu đầu tiên mà Thánh Marco viết trong cuốn Tin mừng của Ngài đấy, Ngài đã xác định Giêsu là Kitô. Kitô là danh Messiah, Đấng đã được loan báo cho dân Israel, Đấng được sức dầu, tôn phần là vua, là cứu dân người. Giêsu
là Kitô. Ở đây giữa tin mừng theo Thánh Marco, chúng ta thấy Phêrô đại diện anh em của mình để trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu. Anh em bảo thầy là ai? Thì Phêrô xác tín thầy là Đấng Kitô. Nghĩa là thầy không phải là ngôn sứ, thầy không phải là Elia hay Gioan sống lại, mà thầy là Đấng Mêsia, Đấng mà Thiên Chúa tuyển chọn được sức dầu tấn phong, Đấng mà tổ tiên của chúng con đã được nghe Thiên Chúa loan báo, Thiên Chúa hứa để ban cho dân của chúng con. Thầy là Đấng cứu độ trần gian, là Thiên Chúa làm người. Danh Kitô quan trọng, thưa ông bà và anh chị em. Và đoạn thứ hai trong bài tin mừng chúng ta nghe trong Chúa Nhật này, đó là Chúa Giêsu ngài loan báo cho các ông biết Đấng Kitô sẽ là như thế nào. Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Đấng Kitô đó là chính ngài đó, sẽ đi vào cuộc khổ nạn, bị bắt, sỉ nhục và giết chết, nhưng ngài sẽ sống lại sau 3 ngày. Chúng ta thấy các môn đệ của Chúa Giêsu nghe điều này không thể chấp nhận được. Và Phêrô đã kéo riêng Chúa Giêsu ra, kéo riêng Chúa Giêsu ra để nói điều gì? Phêrô liền kéo riêng người ra, bắt đầu trách người. Thầy đừng có nói như vậy, Thiên Chúa gìn giữ thầy, thầy không phải chịu khổ đâu, không bị bắt và giết chết đâu, thầy đừng có nói như vậy. Nhưng Chúa Giêsu quay lại nhìn thấy Phêrô và nói: Satan lui ra đằng sau, tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người. Thánh ý của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô sẽ bước vào cuộc khổ nạn. Một Đức Giêsu, một vị Thiên Chúa xuống tận cùng cái nỗi đau khổ của con người, cái nỗi khốn nạn của con người là phải chết, nhưng ngài sẽ sống lại, ngài chiến thắng sự chết. Con người ta sợ đau khổ, không ai muốn đau khổ cả, thưa ông bà và anh chị em. Và đôi khi chúng ta là Kitô hữu ấy, chúng ta cũng có cái tâm lý, và đôi khi chúng ta muốn rằng một con đường bước theo Chúa Giêsu, một con đường là Kitô hữu trên trần gian này không có đau khổ. Một Đức Kitô vắng bóng thập giá. Nhưng đó không phải là thánh ý của Thiên Chúa, thương bà và anh chị em. Và đôi khi chúng ta rơi vào cái tình trạng đó. Gặp đau khổ là chúng ta chán nản, chúng ta bỏ cuộc, đôi khi chúng ta chối đạo luôn. Chúng ta đánh đổi, đôi khi làm ăn buôn bán, chúng ta đánh đổi để được những thứ ở đời này. Nghĩa là chúng ta đang chối bỏ thập giá. Một Đấng Kitô không có thập giá. Và nếu mà không xin được ấy, thì là chán nản bỏ cuộc. Chúng ta thấy biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta đang gặp đau khổ, nhất là trong đại dịch Covid này. Nhiều người nhiễm bệnh và nhiều người chết vì dịch bệnh. Nhưng những anh chị em đó tin tưởng đến hơi thở cuối cùng, bước theo Đức Kitô. Và trong phần thứ ba của bài tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu sau khi đã loan báo một cách rõ ràng về cuộc khổ nạn của người, thì ngài nói với các môn đệ, những người đi theo ngài: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống đó. Chúa Giêsu công bố cho chúng ta, nói cho chúng ta rằng không có con đường nào khác để được phục sinh là con đường bước đi theo ngài, giống ngài,
lên Jerusalem, tiến vào cuộc khổ nạn. Thánh giá, thập giá trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, mỗi người một cách khác nhau. Đau khổ mà có đó trong đời sống tu trì hay là đời sống ơn gọi hôn nhân gia đình của ông bà và anh chị em. Thập giá, thánh giá mỗi ngày. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta vác thập giá đời mình đi theo Chúa. Điều đó mang lại chúng ta sự sống đời đời, mang lại chúng ta ơn cứu độ. Lắng nghe lời của Chúa trong Chúa Nhật thứ 24 thường niên hôm nay. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta xác tín Đức Giêsu là Đấng Kitô, nghĩa là Chúa của chúng ta. Là một vị Thiên Chúa làm người đến cứu độ chúng ta. Ngài bước vào cuộc khổ nạn, nhưng Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Xin cho chúng ta bước đi theo Ngài trong lời mời gọi của Ngài. Chúng ta cũng tiến lên Jerusalem, vác thập giá đời mình trong ơn gọi của mỗi người chúng ta. Để chúng ta cùng chết với Ngài thì chúng ta cũng được phục sinh vinh hiển với Ngài. Xin Đức Giêsu Kitô là Đấng đã bước vào cuộc khổ nạn, Ngài ban sức và sự can đảm cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho chính chúng ta trong đại dịch này, và cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta, đặc biệt những anh chị em đang gặp gian nan khốn khó, những anh chị em nhiễm bệnh ở trong vùng cách ly, vùng phong tỏa, và những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh. Xin Chúa thương, ban sự sống đời đời, và xin Chúa nâng đỡ những người còn ở lại. Cảm ơn ông bà và anh chị em.